Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới viếng các liệt sĩ trong cuộc nội chiến với Trung Cộng năm 1962, tin từ New Delhi. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakabarambil Kurian Anthony đã tới viếng những binh sĩ đã hy sinh tại đài tưởng niệm Jagwan Amar Jyoti tại India Gate của thủ đô New Delhi nhân ngày kỷ niệm 50 năm chiến tranh Ấn Độ và Trung Cộng vào năm 1962. Trung Cộng đã đánh bại Ấn Độ trong cuộc chiến năm 1962 và tuyên bố tỉnh Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần của Tây Tạng. Ngược lại, thì Ấn Độ tuyên bố vùng cao nguyên Akshay Chin cô lập của Trung Cộng gần khu vực Kashmir thuộc về lãnh thổ của họ. Bộ trưởng Anthony đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng vũ trang để bảo vệ biên giới Ấn Độ. Chính phủ New Delhi tin rằng Trung Cộng là nguồn hậu thuẫn của đối thủ Pakistan. Còn nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn nghi ngờ mối quan hệ đang phát triển của New Delhi với Hoa Kỳ. Trung Cộng đã cải thiện đường xá và hạ tầng cơ sở ở phía họ để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự. Năm 2010, thì Trung Cộng đã đặt hệ thống hỏa tiễn tầm trung để có thể chạm tới tận khu vực Tây Tạng. Hiện nay thì họ cũng có khoảng 300.000 binh sĩ đang đóng tại đây.